Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Ebuzu Ô Tô, chuyên các cái dòng xe vừa rẻ vừa thơm cho mọi người, và đương nhiên là tiền nào của đấy nhá. Trước mắt các bác đang là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản Suzuki, sản xuất năm 2009. Một mẫu xe hatchback nhỏ gọn mà được rất nhiều người ưa chuộng luôn. Mà chiếc xe này em bán cái giá nó chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi bác ạ. Đúng hơn 100 triệu đồng, các bác đã sở hữu được một chiếc Suzuki Altos sản xuất năm 2009, mang thương hiệu đến từ Nhật Bản, và chiếc xe này được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Xin lỗi các bác, Ấn Độ chứ không phải Việt Nam đâu, em lại lỡ mồm rồi, quen mồm mà. 2009, xe còn cứng nghẹp, bao chất, bao chuẩn chỉ, nội thất ghế da của xe còn căng đét nhá. Sơn xi màu hồng đẹp, và con này thì rất thích hợp với bác nào mà mua về tặng vợ, tặng người yêu, quá tuyệt vời luôn. Xe đẹp, bao chất cứng, biển Hải Phòng 15A00858. Một dòng xe lành bền với động cơ máy 1.0, túi khí an toàn 6 cái. Và em này thì, đấy các bác có thể nhìn về form dáng. Em này em vừa mới về cửa hàng xong nhá, chưa kịp làm gì đấy các bác nhìn này, vẫn còn bụi bẩn đây này, chả lẽ lại phun sơ, phun nước vào rửa. Vâng, một chiếc xe ngon lành, một mẫu hatchback nhỏ gọn tiện lợi, động cơ máy 1.0 êm, mượt và điều hòa thì mát. Tất cả các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Hiện nay thời tiết đang rất là nóng, ngoài trời đang lên đến 45 độ C. Và em cứ để điều hòa này thôi cho nó mát. Đây là các bác nhìn này, nước lôi lênh láng rồi nhá, chả thiếu cái gì. Đấy, xe thì bao chất, toàn bộ dàn lốp mới, la răng đúc, đấy, đăng kiểm đầy đủ. Về là các bác chỉ việc đi thôi, không phải làm một cái gì nữa rồi. Đăng kiểm với em này thì đến tháng 9 năm 2023. Chất xe đã theo thời gian 5 tháng, còn bác nào mua thì em sẽ dọn lại cho một chút. Vâng, chắc chắn là phải dọn lại rồi. Xe để lâu phủ bụi ở nhà bác chủ mà đây, vừa mới phun qua thôi nhưng mà lại vẫn còn đọng bụi này các bác ạ. Đấy, bao chất bao căng nha các bác nhá. Và bác nào mà yêu thì alo ngay cho em. Vâng, một chiếc xe ngon lành cành đào. Đấy, dòng xe đến từ Nhật Bản, máy 1.0 rất là bền bỉ luôn. Tuy nhiên thì em này đi đêm hơi nhiều, thế nên là đèn của chiếc xe đã cố cũ theo thời gian này. Hơn trăm chỉ thế rồi các bác ạ. Chứ bây giờ bảo là phải 200-300 thì nó còn đẹp đẹp, chứ còn là hơn trăm rồi các bác ạ. Đúng hơn 100 triệu, xe Nhật mà lại 2009 nhập khẩu nhá. Thường thường những dòng Yazid hay là những cái dòng Morning hay là những dòng Spark, khi mà bản nhập của nó thì nó sẽ rơi vào tầm ở suy sát ở trên 200. Thế nhưng mà đây chiếc xe này thì em bán cái giá nó chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Kính còn gì này, laminated này. Và lốp thì xe đang sử dụng toàn bộ dàn lốp của chiếc xe là sản xuất Yokohama 155-65R14 các bác nhá. La răng phay, đấy, logo Suzuki, cua lốp đẹp, không hề lỗi lầm. Đấy, cam kết đầm chuẩn chỉ các bác. Tôn vỏ căng. Và cái dòng này thì được cái là kính này, còn zin luôn này. 2009 giá hơn trăm bọ, rẻ quá còn gì nữa. Keo chỉ thì bao chuẩn chỉ các bác này. Đấy, keo chỉ đẹp này, sạch sẽ, tapi ngon, và kính điện thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Đấy. Nói chung là thời tiết nắng nóng thất thường, rồi lại mưa gió thất thường như này, thì mình sở hữu một con xe vừa êm vừa lành, đi lại cho nó an tâm và an toàn. Đấy, thế là rất là ok rồi. Sơn sườn tôn vỏ xe căng, và đây là sơn zin của nó, toàn bộ nha các bác nhìn. Đấy, lớp sơn zin này. Đương nhiên là cái màu sơn bên ngoài thì có xì tút lại, vì theo thời gian đến nay là cũng đã được 13 năm rồi. Thế nhưng mà cái sơn thì nó sẽ bay màu theo thời gian, thì đương nhiên là sẽ phải đánh nha các bác nhá. Đấy, xe ngon, kính các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường, và răng cao su là chưa rách mục, tapi sạch sẽ. Xe này thì cam kết 100% với các bác là không có khoan đục nhá, không taxi dịch vụ. Đấy, bác nào mà mua về con này thì quá yên tâm luôn. Một chiếc xe không có taxi dịch vụ một ngày nào luôn, chạy rất là sướng, và dòng này xe gia đình. Đấy, lốp rãnh à. Suzuki là một cái dòng xe mà được rất nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới phải ngó nhìn. Và cái thứ nhất là giá cả bao giờ cũng rẻ hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là về độ bền bỉ thì cũng khá là ok. Và cái thiết kế của Suzuki thì cũng được nhiều người yêu chuộng. Các bác có thể nhìn từ cái phần thiết kế đèn, cũng như là toàn bộ cái hệ cản đằng sau của xe đấy ạ. Nó đặc trưng riêng biệt luôn. Và xe thì vẫn có cảm biến lùi cho các bác đầy đủ nhá. Biển Hải Phòng 15A00858, xe còn căng, có camera lùi cho các bác kết hợp với màn hình. Tuy nhiên là cái này thì cái màn hình của bác chủ cái đã tháo rồi, mà cái giữ lại rồi, xin lại rồi. Thế là thôi, để nguyên một cái đầu kia. Thế còn đâu bác nào mà mua thì em sẽ để cho các bác hẳn một cái đầu Android luôn. Đầu Android giá hơn 3 triệu đồng các bác nhá. Vâng, Android có 4G hàng xịn xò luôn. Đấy, về là các bác cứ yên tâm là chỉ có việc vừa đi vừa nghe nhạc, âm thanh cho nó sung sướng cuộc đời. Dòng Suzuki Altos cũng là một cái dòng xe hatchback mà nhiều người lựa chọn.
với kiểu dáng trẻ trung, với động cơ máy tiết kiệm. Và đặc biệt là Suzuki cũng là một cái dòng xe làm lên tên tuổi của những hãng xe của Nhật Bản rồi. Toàn bộ cột keo thì đảm bảo cho các bác nhá. Bác nào thích lột cột thì cho các bác đến xem lột thoải mái luôn cả xe. Đấy, các bác cứ yên tâm xem thoải mái luôn nhá. Xe nó cũ cũ tí thôi nhưng mà các cụ bảo rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đương nhiên là sơn này thì hơi cũ cũ theo thời gian rồi, nhưng bây giờ chả lẽ em lại mông lại lên cái thì nó lên quá nhiều tiền. Bán giá hơn trăm nó chỉ vậy thôi, xe nó còn cũ, các bác cứ yên tâm. Nhưng mà được cái là táp lô, táp pi của xe là sạch sẽ và có các cái sần vân của nó còn nguyên. Kể cả từ cái tay cần số này vẫn còn mới nhá. Em này thì sử dụng hộp số tự động, đấy, 5 cấp số, ngon lành, êm ái, mượt mà, đạp ga cái là thoát luôn. Và đặc biệt là máy 1.0 nhưng mà nó lại còn khỏe hơn cả Molly. Đấy, tôn rất là mỏng luôn nhá, không hề có bả tỉa gì cả, các bác gõ là biết ngay. Và em này thì đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy, còn đăng kiểm rất là dài. Và dòng này thì bây giờ đăng kiểm 1 năm bình thường nhá. Một chiếc xe 5 chỗ ngồi, rộng rãi, ngon lành, êm ái, mượt mà. Động cơ máy của chiếc xe thì 1.0. Tuy nhiên là cái dòng này thì máy của nó sẽ khác hoàn toàn so với các cái dòng máy đến từ thương hiệu Moling hay là Toyota. Đấy, Kia hoặc là một Toyota hay là Hyundai đều nó khác hoàn toàn luôn về cái thiết kế của máy nhá. Đây các bác nhìn này, động cơ 4 máy vuông, máy ngon, êm. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là máy có độ rung bật hơn một chút. Đấy, tuy nhiên là đây, con này thì option hơi nhiều, lại còn có cả ABS đầy đủ cho các bác luôn này, không thiếu một cái gì. Đấy, điều ắc quy Amazon còn ngon. Đấy, tôn vỏ căng. Đấy, keo chỉ thì đây, theo thời gian 5 tháng thì cũng ok. Nói chung là các chức năng của xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Máy thì các bác cứ yên tâm là chạy thì cực lành luôn. Dòng này giá rẻ. Đấy, thế nên là bác nào mà yêu một chiếc xe giá rẻ, muốn mua một chiếc xe ngon mà êm thì đây là một sự lựa chọn không thể bỏ qua. 6 túi khí an toàn cho xe nhá. Vô lăng này, người phụ này và toàn bộ cột A, cột B hai bên đều có túi khí đầy đủ cho các bác. Đấy, xe còn cứng nhá, không hề lỗi lầm. Đấy, gạt mưa, gạt kính xem nó còn hoạt động không. Úi giời, vẫn phun như đúng rồi ấy. Vâng, toàn bộ hoạt động vẫn như đúng rồi, không có một cái chức năng gì là bỏ sót cả. Còn riêng đăng kiểm thì người ta đã đăng kiểm tất cả các chức năng cơ bản rồi, nên là về các bác chỉ được đi thôi, không phải làm một cái gì cả. Đấy, gầm này, không hà han mục nhá. Còn nói chung là với cái hơn 100 triệu đồng thì em đảm bảo đây là một chiếc xe mà rẻ không đối thủ rồi. Nên bác nào mà thích mua xe rẻ, ngon, êm, mượt thì cứ qua em xem con này. Đấy, lái thử và trải nghiệm luôn. Còn bên nhà em thì có rất nhiều xe, các bác thoải mái lựa chọn. Đấy, dinh những con xe giá từ khoảng vài chục cho đến vài trăm triệu đồng, tùy theo cái tầm tiền của các bác nhá. Vâng, rất vui khi được các bác có những chiếc xe ngon lành cành đào, đi lại cho an toàn và yên tâm, và đặc biệt là tránh mưa, tránh nắng, tránh khói bụi nhá. Cảm ơn các bác và xin chào tạm biệt.